Ông Mai Đức Chung vừa công bố danh sách 33 cầu thủ đội tuyển nữ chuẩn bị cho World Cup 2023 tại New Zealand và Úc vào tháng 7 tới. Trong đó có đầy đủ 20 cầu thủ vừa đoạt huy chương vàng tại SEA Games 32, đặc biệt gồm cả trung vệ Thúy Nga, người đang điều trị chấn thương. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn trao cơ hội cho Nga tham dự World Cup nếu như cô kịp hồi phục hoàn toàn. Vị huấn luyện viên nhân hậu muốn truyền đi thông điệp đội tuyển không hề quên công sức, sự đóng góp của cô gái Thái Nguyên. Ông muốn tưởng thưởng cho Thúy Nga, bởi cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thay thế Trương Thị Kiều. Lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển ở tuổi 30 nhưng Nga đã chơi hết mình, khát khao thể hiện và góp công giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games lần thứ tư liên tiếp. Với Trương Thị Kiều, người đã đóng góp tuổi thanh xuân của mình cho bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung cũng tính toán rất hợp lý. Ông quyết định cất Kiều, không để cô tham dự SEA Games 32 bởi nếu ngộ nhỡ Kiều tái phát chấn thương ở SEA Games không đá được World Cup thì quá thiệt cho cô ấy. Kiều đã đóng góp quá nhiều cho bóng đá Việt Nam và Kiều xứng đáng được chơi ở một giải đấu để đời của mình. Các cô gái, Kim Cương, Như Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Thùy Trang, Tuyết Dung, Bích Thùy, Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan cùng các đồng đội của mình sắp được bước ra sân khấu lớn với nhiều thử thách cực đại. Các trận đấu của đội nữ Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên khắp thế giới và khán giả Việt Nam được xem qua kênh sóng trong nước khi một đơn vị truyền thông đã mua thành công gói bản quyền truyền hình giải đấu. World Cup 2023 có thể sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của nhiều tuyển thủ nữ. Trước mắt, đàn chị Thùy Trang và thủ môn Kim Thanh đã có ý định giã từ sự nghiệp sau World Cup. Họ đã cống hiến quá lâu cho bóng đá và đến lúc tự cho phép mình nghỉ ngơi. Vì thế, sân chơi World Cup sẽ là giải đấu để đời của phần nhiều trong số những cô gái xuất sắc của chúng ta. Tất cả sẽ chơi tận hiến để thể hiện phẩm chất và tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, không ngại khó khăn trong bất kỳ tình huống nào.